Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang tập kết số lượng lớn thuốc tân dược và hàng hóa nhập lậu tại khu vực biên giới thuộc tổ 5 khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Trước đó, khoảng 5 giờ 10 phút ngày 8 tháng 9, qua tin báo của quần chúng nhân dân, có đối tượng đang điều khiển vỏ lãi vận chuyển hàng hóa từ hướng biên giới Campuchia về tập kết dưới sàn nhà tại khu vực bờ kênh Vĩnh Tế thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh liền triển khai lực lượng phối hợp phòng cảnh sát đường thủy và công an phường Châu Phú A đến địa điểm trên kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Kim sinh năm 1983 và Nguyễn Thị Bế sinh năm 1983 cùng trú phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc đang tập kết dưới sàn nhà số 362 cặp bờ kênh Vĩnh Tế 14.000 viên thuốc có dòng chữ Trung Quốc, 36 chai nước yến xuất xứ Thái Lan, 132 hũ dầu cù là và 37 kg quần áo lót nữ không rõ nguồn gốc, tổng trị giá hàng hóa khoảng 125 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tổ công tác bàn giao cho công an thành phố Châu Đốc lập biên bản, tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.